Hello, xin chào cả nhà ha. Hôm nay mình mới về mấy cái món mà khá đặc biệt. Món bánh trắng ha. Chào mọi người coi. Đây là hổ phách ngũ vằn. Cũng bình thường thôi, nhưng mà chỉ được mớ hổ phách trắng nè. Đó, hôm bữa bác nào mà muốn làm 108 mà size to là này tốt nè. Đó, đủ size luôn. Này 20 ly. 20 ly 14, 16, 18. Có 12. Đó. Bạn nào mà thích thì liên hệ mình ha. Làm vòng là bao đẹp luôn á, hoặc là lần tay, lần chàng á. Đã lắm luôn. Rồi thôi, chào cả nhà ha. Khoe nhẹ vậy thôi, loại này thơm lắm. Loại này hổ phách Indo. Trắng mà thơm lắm. Rồi thôi, chào cả nhà. Bye bye.